Thưa quý vị, cô gái 13 tuổi Jamie Claus đã tự trốn thoát khỏi nơi bị kẻ bắt cóc giam giữ cách nhà cô 70 dặm và nhờ một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo giúp đỡ. Đài CNN dẫn lời cảnh sát Wisconsin cho biết vào ngày 11 tháng Giêng, nghi phạm là một thanh niên 21 tuổi, bị cáo buộc sát hại ba mẹ của cô Claus sau đó bắt cóc cô 3 tháng trước đây. Đài CNN dẫn lời đặc vụ FBI Justin Lemel cho biết cảnh sát đã tiến hành rất nhiều các cuộc tìm kiếm và nhận được hàng ngàn thông tin giúp đỡ từ phía người dân. Nhưng cuối cùng chính cô Kloss là người đã tự giải thoát mình và giúp cảnh sát bắt được nghi phạm. Nghi phạm Jack Thomas Patterson bị cảnh sát bắt khoảng 11 phút sau khi cô Kloss chạy được đến gần một phụ nữ không quen biết ở khu xóm thôn quê có rừng cây rậm rạp tại thị trấn Gordon. Catburn chừng 60 dặm về phía bắc để nhờ giúp đỡ. Cảnh sát trưởng quận Barron County, ông Chris Fitzgerald cho biết, Patterson giết cha mẹ cô Jamie vì muốn bắt cóc cô và Patterson đã chuẩn bị kỹ càng các biện pháp che giấu hành tung của mình. Cảnh sát trưởng quận Douglas County, ông Thomas Dalbeck cho biết, Patterson đang bị giam về tội bắt cóc và sát nhân. Cô Claus được đưa về bệnh viện và cô đang trong tình trạng sức khỏe ổn định, sau đó được đưa về với thân nhân.